tâm thành bái đạo, tâm chỉ thành họ Trương con cầu đạo, cầu bình an. Quả thực dâng lên đăng trà, quả thực dâng lên lòng tin bái đạo, chú tiên mẫu cực trung. Tiên thiên mời đệ nhất tiên thiên thanh vân công chúa thượng thiên. Phủ dây thôn quê vân cát, phủ dây nghĩa hưng thiên bản, nhà đi cài chất cốt cách thanh tần hình dung, cốt cách thanh tần mười lăm duyên định, hôn nhân sánh tùy. Ngự không trung ngôi cao chính vị, ở trên trời sở chỉ bốn phương. Lỗ nhang xa nhiệt pháp xây mông ngân chư Phật bài hồi tất sao văn tỷ sư cây tường vân thành nhị phương ngân chư Phật liền toàn thân. Làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát, làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát, làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát, làm mù thanh thanh xa. Mùng ba ngày mùng ba tháng thìn, đôi mươi tuổi một mẫu sẽ diệt phàm trần, đệ nhị địa tiết mời mẫu đệ nhị địa tiết nguyên sơ sinh thành trong đệ song song sơ. Chiến đàn ngài hạt đô nhiệt minh lương xa dâu tử mộng lượng vô hương, hà đổi đắc thanh lương trí tân kiêm cương nhất chu biết thờ phương. Làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát, làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát, làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát, làm thanh thanh xa ngồi trên tiên giới. Có nhà nho sĩ bắt mắt tu ai lão nhị là tình đệ tam thánh tiết mời thánh mẫu đệ tam ngọc hồ thần nữ chân nhang dài thoát dài thoát cứu khổ kiếm làm đài tình đài bi. Làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát, làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát, làm mù hùng vân cái Bồ Tát Ma Tát, làm mù hùng vân cái Bồ Tát. Song nhang khai quang thập khởi siêu vang miên siêu từ trung ngã tích tăng cung xa kim phụng hoàng thân cận thánh chúa tiên dùng vương thanh thanh xa. Có linh truyền ra đức ông trần triều, người có linh truyền ra các quan thị bộ cùng là chư sinh. Đạo pháp làm thành nhổ binh, đạo pháp làm thành đánh đông dẹp bắc cùng hoành mọi nơi. Chính cực nghĩ đội nghĩ nào
niên trình trước sau
Thần quang bất muội thanh nhân phi giao cũng giảng di tất cụ hữu sơ ăn nghi thường tuyên đọc tuân phụng như nay thần tuân phụng đức thích ca như nay di giao đệ tử thần thiêng hoàng thiêng phụng kể thù khâu thủ bạch bái trần từ tuyên bạch thượng ngôn phục gì đông a khải thánh nam nhạc giáng thần hoàng an dân tế thế chi công quỷ sát quỷ trừ tà chi diệu bạch đằng tích ký thanh sử lưu danh viên hữu vì Việt Nam quốc Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên thành phố Hoàng Văn Thụ phường tổ đệ thập hiệu y vu hồ sen linh tư thượng phụng đại vương hạ thiên pháp thành biểu quan thịnh Phật cờ an cung anh tiên thánh tiên thảo kim ngân tài mã khai cung tài lộc giải tán phu thê xung khắc hiên cung sơn trang bài tiến thiên quan giải khao hôn bộ huệ thi cô hồn khất cờ công danh thăng tiến bản mệnh bình an lộc tài vượng tiến diên sinh trường thọ sự kim thần mộc ân thanh đồng thủ hương đăng quang bảo ninh điện trương ngọc thành hiệu đồng thăng bản mệnh sinh giáp tuất niên hành canh nhị thập thất tuế đại tâu vũ đệ tử vũ thị nụ bản mệnh sinh ất sửu liên hành canh tam thập lục tuế phu quân nguyễn anh tuấn bản mệnh sinh giáp tý liên hành canh tam thập thất tuế trung tử nguyễn phương linh bản mệnh sinh kỷ sửu liên hành canh thập nhị tuế nguyễn nhật minh tức trần nhật minh bản mệnh sinh bính thân niên sự đăng lục tuế hiệp đồng can chi bản mệnh toàn gia tiên cung đẳng tiên cờ phúc thọ dĩ khang ninh thứ bảo gia môn đà cát khánh tức nhật ngưỡng can thánh nhân phủ giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư hạ phẩm hạnh đổ thanh quy tuy sinh thành tố bẩm ư thiên tự nhiên bảo hữu toàn bằng ư thánh lực cậu phi khấu đảo hạt đắc an ninh do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật cụ hữu sớ văn kiển thần thượng tấu cung duy trần triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc điện hạ trần triều khải thánh vương phụ vương mẫu nhị vị đường tông thánh tiền trần triều vương tử vương nữ phò mã gia phong đại vương thánh tiền tả hữu văn quan võ tướng cập bộ hạ linh quan thánh tiền phục vọng đại vương đồng thủy chiêu giang phục nguyệt dương dương tại thượng trạc trạc quyết linh bá chính thi nhân trừ phụ chính tỷ thần đệ tử phúc lai tai tống tứ thời vô hạn ách chi sâm các tập cung tiêu bát tiết hữu trình tường chi khánh gia môn hưng vượng nhân vật bình an nhất thiết sở cầu vạn ban như ý đạn thần hà tình vô nhâm khích thiết bình danh chi trí cẩn sơ thiên vận canh tí niên nhuận tứ nguyệt hạ tuần nhị thập phúc sinh tôn nhật thần đệ tử khấu thủ hòa lam bách bái thượng sớ ban khen ban thưởng pháp sư có lời kêu tiếng tấu lời tấu tiến trình của gia chủ họ Vũ họ Nguyễn ngày hôm nay để thiết lập đàn tràng cung nghinh hội đồng đỉnh thần tam thức phủ để tấu tỉnh đi trước ông ta hả. Xuống thoại phủ nghi tam tòa chúa tiên ngài về cầm bút chép biên hà bút phê khai chuyển ngang hà bút phê khai cảm biên chữ tướng nghi đạo lai hộ chỉ tạm sai binh độ binh tùy vàng mã dựng lên đi ông về tông đôi chép biên rõ ràng thì cho để chàng sinh
quân kéo đi đường đường trình trình cơ đội nào nghiêm trình trước cùng sau dưới thuyền quân bộ nghe đùa nhau đài cuốn nâng nghe lờ núi lắc nghe nghe đầu hạ thiên các nhật tương thời tháng tám kiểm tra tháng ba việc mẫu chống tỉnh đức đại vương lấy rắn bản đền hồ xe linh từ chứng đền chứng phủ chứng đủ đồ nhang trung tâm thủ nhang bản đền đêm năm canh ngày tám tiếng sớm chiều chiều ngộ đầy trong nhà tay chắc cuối quỷ tiêu tản cả bụi cửa định thần tam tứ phủ ạ. Ban khen bàn thưởng thủ nhang bản đền sức khỏe dồi dào và điều hành thông trung tâm chứng lễ chứng quả lòng thành cho đồng thầy họ Trương ngày hôm nay dẫn chỉnh cho đàn lễ của lính ghế họ Nguyễn họ Vũ ngày hôm nay thiết lập đàn tràng cung nghinh hội đồng đình thần tam tứ phủ để ngày hôm nay thỉnh ông lại phái ông về ông xe loan tác dụng xe giã sang đồng ban danh ban diện ban tiếng ban đồng ban cho bạc điện đăng quang bọc linh điện ngày một đông cho nhang các ngàn đệ tử trung tâm cho nhị vị hầu dân ban đại đến các thăng đồng đã quan hai hàng tứ phủ trung tâm cho phu thê hai họ họ Nguyễn họ Vũ ngày hôm nay trên chay dưới mặt thỉnh phật tuyên kinh tấu tỉnh lý đức ông ngày hôm nay ông về ông tận độ tận thương ban danh ban diện ban tiếng ban đồng ban cho lính ghế họ Nguyễn cũng như họ Vũ từ nay trở đi mà từ chim lại trong chúng ra chúng trẻ thì được mạnh khỏe mà già thì được bình an đường công danh đường sự nghiệp đường lộc đường tài ngày một thăng tiến ngày một thành công khung phủ cho toàn thể uống tiểu trong chúng gia trùng họ Nguyễn họ Vũ được ăn như cũ được ngủ như xưa họ hành thi cử thì đỗ đạt đăng quang trung tâm cho toàn thể nội tập ngoại tập họ Nguyễn họ Vũ ngày một xanh cảnh nở ngọn trung tâm cho muôn dân chăm họ ở tại bản đền nhà nào phúc ấy ngũ phúc lâm môn mặc thân tâm an lạc ha. Cậu mẹ một phần thành xa hồi cùng.